Hello các bạn khán giả của Vị Ghi Chú. Hôm nay có bạn Khoa. Bạn Khoa hôm nay là 7 tháng 3 đúng không? Dạ, đúng rồi. Khoa là từ Việt Nam qua đi về lại Mỹ và đi hãng Eva và quá cảnh qua Japan. Thì xin hỏi bạn là Japan đúng không? Thì em trong quá trình em đi từ Việt Nam qua qua Mỹ thì vì đang có dịch corona thì khi em trở về thì có vấn đề trục trặc gì vấn đề trở lại Mỹ không? Dạ không. Thì mình phải điền mình phải điền mấy cái form mà người ta hỏi là trong 14 ngày có đi qua ví dụ như là China mainland hay không, hay là đi qua Ý hay là mấy cái nước kia, nếu mà không hết hoặc là không có triệu chứng bệnh hết là đi qua thôi, dễ lắm, nói chung là không có trở ngại gì hết đó. Chứ em quá cảnh qua Taipei là mấy tiếng? Một em quá cảnh có tiếng rưỡi à. Dạ em quá cảnh em phải có điền form gì ở Đài Loan đó không? Dạ có, điền là họ hỏi là trong vòng đó mình có đi du lịch ở Trung Quốc mainland á, rồi ở Ý mấy nước mà nặng á, với lại Hàn Quốc không có thì thôi. Vậy là ok các bạn, nếu là ba nước đang có dịch là Trung Quốc, Hàn Quốc và Ý, nếu mà những Việt Nam chưa có. Việt Nam chưa vào ổ dịch nha các bạn, nên các bạn khi mua máy bay trở về Mỹ thì tránh mua mấy hãng máy bay mà quá cảnh qua Trung Quốc, Hàn Quốc và Ý thì chắc không có quá cảnh với Ý rồi. người ta nói là người ta có hỏi là có bị bệnh 14 ngày trước đó không nữa, nếu mà chỉ có thì vô kiểm tra chân thân nhiệt gì đó thôi, xong mà không có thì thôi đi, chứ cũng không có gì trục trặc lắm, em đi thấy bình thường à. Dạ. Vô hải quan Mỹ còn bình thường, nó không hỏi gì hết, xong nó đóng mộc đi. Ok dễ là qua hải quan cả qua Mỹ cũng không quá kiểm tra thân nhiệt, không kiểm tra thân nhiệt gì luôn. Vậy hả? Dạ vậy cũng dễ dàng quá. Ok các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 3 các bạn, là cập nhật mới nhất là nếu mà qua Đài Loan 5 tháng 3 là lúc mà em về em qua Mỹ đúng không? Dạ. Em qua Mỹ là ngày 5 tháng 3, còn ngày 7 tháng 3 thì chưa biết. Dạ. Tại vì cái dịch corona hiện giờ đang là hot, đang là thay đổi từng ngày á, nên các bạn phải cập nhật. Cảm ơn Khoa nhé. Dạ. Rồi chào em. Dạ rồi, cảm ơn. Ngồi đá banh. Việt Nam vô được.